Rồi sẽ cross qua đi sếp. Sếp bước qua. Sếp bước qua cái đó được không? Đầu tiên sẽ muốn bước rồi sẽ phải cầm cái sẽ lấy cái tay sẽ kéo cái kia đó vô. Đúng rồi. Đó. Nó như vậy đó. Cái này là cái bước bước đi. Mỗi lần mình bước mình phải. Đó đúng rồi. And then Vi, Vi cầm cái cây đó. Đúng rồi. Đúng. Bước qua, bước qua. Đúng rồi. Yeah. Wow, nhiều hay quá. Nhiều làm ba lần xình đi. Nhiều. Em bà quay, em bà quay. Em mà đứng lên một cái trước đã. Hold một cái thôi. Only one first. Only one. Which one you choose? Which one? Hold một cái thôi. Rồi leo lên. Đứng lên trước. Con phải đứng lên trước. Đúng rồi. Con đi ngang. Đưa tay ra. Đưa cái tay ba lần xiên ra. Cái tay ra. Đúng rồi. Hay quá. Đưa cái tay ra. Con có thể đi ngang được cái gì không? Đúng rồi. Không, con đi như vậy nhưng mà cái mũi chân con ngang. Hiểu không? Rồi, thẳng tay ra, đi ngang. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, vừa bước qua đi. Không, con đi trước rồi ta biết. Đi. Đi ơi. Đi. Con ăn hết cái jelly đi rồi đưa cái đó cho bác cầm cho. Ăn hết đi mau lên. Con ngồi trên cái này trước. Con ăn hết cái jelly đi. Em mà muốn đi không mẹ dẫn. Rồi. Nhưng mà cái đó không phải là chơi như vậy, con phải bước qua. Wow. Wow, Vi hay quá. Bỏ cái chân kia lên, đúng rồi sis. Đúng rồi. Wow, Vi hay quá. Sao sis không leo lên được? Được. I show you how. Bỏ hai cái chân kia lên giống như con leo cái sợi dây bình thường. Rồi. Yes. Lên đi sis. Hay quá em bờ. Lấy cái tay, dịnh cái cây đó qua, rồi bỏ một chân qua. Đúng rồi, excellent. Rồi, sit cũng vậy. Cái tay đâu, đúng rồi. Đúng rồi. Yay. Be careful, từ từ sit. Đi slowly, concentrate. Để tự em làm. Đúng rồi Amber. Từ từ Amber. Đúng rồi. Excellent. Rồi còn một cái nữa kìa con. Last one. Are you okay? Hay quá. Good. Mẹ bác đi. Hả? Mẹ là bác đi. Ừ, bác đi đây. Hay quá. Ơi. Nhiều. Nhiều. Can you do cái này? Đi lên. No no no, this time. Lên con. Bỏ hai cái chân thâu lên. Lấy ra cũng bự. Để cho nó ăn hết cái chút xíu đồ xong rồi. Mommy, I just do it.
Bi, ăn hết chưa? Bi ăn hết chưa? Lẹ lên, đưa cho bác cà bỏ thùng, cầm thùng giác cho con, để con chơi cho được. Push lên lên. Lấy cái ngón tay á, lấy ngón tay á. Mommy, I did it.